Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang vinh mạng tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tử vi 11 ngày tới, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, thần tài báo mộng, hốt cạn lộc trời, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùa về, giàu có nhất vùng thiên hạ. Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, cuộc đời của một Kỷ Dậu sẽ luôn cần Kỷ Dậu phải phấn đấu, cùng một thành quả người khác dễ dàng đạt được, nhưng Kỷ Dậu sẽ phải vất vả hơn nhiều phần. Lại nhắc để Kỷ Dậu nhớ, trong các mối quan hệ xã hội, Kỷ Dậu là hiện thân của sự quân tử, không mưu mô, không bần tiện, ngay thẳng và dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, tuổi này thường cho đi nhiều hơn là nhận được. Khi Kỷ Dậu gặp khó, Kỷ Dậu là lựa Kỷ Dậu đang ưu tiên để nhờ vả. Khi Kỷ Dậu gặp khó, nhìn đi nhìn lại chẳng biết nhờ vả ai, cho đi nhiều hơn là nhận được, chân tâm chân ái để nhận lại sự hờ hững vô tình. Cổ nhân nói rằng, nhân sinh viễn lự tất hiếu cận ưu, người mà không biết lo xa thì rất dễ ưu phiền. Thật vậy, nếu biết quản lý tiền bạc thì không nghèo, có kế hoạch thì không loạn, mà lo chuẩn bị thì không bận, biết mình biết ta thì không có khổ nạn. Ở cái độ tuổi chân cứng đá mềm, và chợt nhận ra mình đã bước sang nửa bên kia sườn dốc của cuộc đời, từ bao giờ, ngoảnh đi ngoảnh lại cái tuổi nó đuổi xuân đi. Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là đời cũng hết. Phải chăng chúng ta nên có sự chuẩn bị tốt hơn để tránh những năm tháng sau cùng, và sống trong bi lụy nghèo khó khổ đau. Chúng ta cũng cần tỉnh táo hơn khi đã bước qua những ngày tháng hào hùng sôi nổi nhất của cuộc đời mình. Theo luận giải mới nhất của giới tử vi về vận trình sắp tới của quý cô bác anh chị Kỷ Dậu sinh năm 1969, đặc biệt trong 11 ngày tới, quý cô bác anh chị sẽ được lợi từ phúc tinh, lộc tinh và quý nhân nâng đỡ. Đây là thời điểm phải nói là hiếm có, cực thịnh, thánh sẽ cứu âm độ dương, phê chữ đỏ bỏ chữ đen, mà ban cho tài cho lộc, cho vạn sự hanh thông. Quý cô bác anh chị mà biết nắm bắt thời cơ này, thì trong 11 ngày tới này không phải nghĩ, tiền vào như nước, trả hết nợ nần, gia đình êm ấm, hạnh phúc, phàm là chuyện trên đời, muốn thành thì phải có đủ, thiên thời, địa lợi nhân hòa, nay thời cơ đã đến, muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào, hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý cô bác anh chị Kỷ Dậu thân mến, bất kể ai trong chúng ta kể từ khi sinh ra trên cõi đời này, cũng đều phải trải qua đủ các cung bậc cảm xúc đắng cay ngọt bùi, từ những khốn khổ cùng cực cho tới những lúc hạnh phúc thăng hoa. Nhưng người xưa vẫn thường nói rằng, qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. Mọi khó khăn bão tố nghèo đói khổ sở rồi sẽ qua đi. Chỉ cần Kỷ Dậu nỗ lực không từ bỏ hy vọng thì ắt sẽ thu lại được những chiến lợi phẩm bất ngờ. Cho một ai đó đang chán nản buông xuôi, cũng đã quên mất bản thân từng ngông nghênh như thế nào. Ta không muốn tầm thường, vậy ta phải nỗ lực. Ta không muốn nhạt nhòa, vậy ta phải chăm chỉ thăng hoa. Ta không muốn là một người vô tâm, không muốn là một kẻ thiếu nhân tính. Vậy thì cần tiền tài để hóa giải họa hại tai ương, cần thành công để không bất lực cắn răng đầy ai oán. Khi không giúp đỡ được những người mình yêu thương trong cuộc đời, thế giới này vốn rất công bằng. Nó là một công thức cho đi và nhận lại. Kỷ Dậu đổ bao nhiêu máu, Kỷ Dậu chảy bao nhiêu mồ hôi, Kỷ Dậu cống hiến bao nhiêu máu lửa và nhiệt huyết, thì tương ứng Kỷ Dậu có bao nhiêu phần khả năng nhận lại quà ngọt tựu thành. Theo tử vi trọn đời cho thấy, quý cô bác anh chị Kỷ Dậu 1969 là người dí dòm, năng động, tràn trề sức sống, biết quan tâm, tình cảm, lãng mạn, thích giúp đỡ người khác và lấy điều đó làm niềm vui. Kỷ Dậu là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, rất quan tâm đến ngoại hình, thường trau chuốt bản thân, thích thể hiện hơi phô trương, đặc biệt
phụ nữ Kỷ Dậu cực kỳ thích trưng diện và tiêu rất nhiều tiền cho việc làm đẹp, mua sắm. Kỷ Dậu mang hành thổ, tính cách khác hẳn so với những tuổi Dậu khác. Sách xưa có viết, nhâm thân, Kỷ Dậu thì thân Dậu, là chính vị của thổ cục nằm ở vị trí lâm quan, đế vượng nên thổ ở đây giả cứng, cương mãnh ví như nền đất của ngôi nhà, nên gọi là đại trạch thổ, do đó Kỷ Dậu là tuổi có khí thế cực thịnh. Người Kỷ Dậu tư chất quyết đoán, nghiêm nghị, dứt khoát, là mẫu người có chí lớn, tâm tính mạnh mẽ, cương nghị quyết liệt, người sinh năm 1969, được gắn với hình ảnh kiên cường, hiếu chiến, đầy trải nghiệm. Đặc biệt là tuổi Kỷ Dậu sinh vào giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ là giờ gáy sáng, dễ kích động, dễ tranh cãi với người khác. Ngược lại, Kỷ Dậu sinh vào giờ chiều tối, tính tình hiền lành, nhu mì, có đôi chút nhút nhát. Chữ Kỷ thuộc thổ, chữ Dậu thuộc kim, nạp âm cũng là hành kim, nên người Kỷ Dậu nếu có thêm bộ cương cường sẽ rất dữ dội, thổ sa vô hòa bất thành hình, tức đại trạch thổ đều phải có hòa rèn luyện thì mới thành vật dụng được. Do đó mà Kỷ Dậu thường phải xúc tiến sông pha ra đời, văn ôn võ luyện mới làm nên cơ nghiệp. Kỷ Dậu ngoài nóng trong lạnh, bên trong là người rất tình cảm, nghĩ tốt và có ý tốt với người khác, nhưng sự thể hiện bên ngoài lại khá thẳng thắn, ngôn từ chỉ trích sắc bén, không mấy khi được tinh tế khiến người nghe cảm thấy tổn thương, khó tiếp nhận. Do vậy, tuy là người Kỷ Dậu hào phóng chân thành, nhưng Kỷ Dậu lại có rất ít Kỷ Dậu tâm giao. Trong sách Diễn Cầm Tam Thế có nói, Kỷ Dậu được Phật Bảo Quan Âm độ mạng. Ngoài ra, Kỷ Dậu có cảm nhận tốt về tâm linh, bản thân Kỷ Dậu cũng có khả năng tâm linh cao hơn những con giáp khác. Kỷ Dậu 1969 sinh giờ tốt, là người văn võ song toàn, trung vận được hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi này có sao Thiên Đức chiếu mệnh, nên cuộc sống gặp nhiều may mắn, hay được biểu dương khen tặng, nhưng cũng cần phải cân nhắc kỹ trong mọi việc làm. Do mệnh đại trạch thổ, mà thổ thì phải thật bén chắc, nếu không rất dễ gặp chuyện làm ơn mắc oán, gậy ông đập lưng ông. Sinh nghề tử nghiệp, thông minh, sáng suốt, nhạy bén, xử lý vấn đề thông suốt nhẹ nhàng, không bó tay trước các vấn đề nan giải. Kỷ Dậu lại hiếu chiến bất cần, có máu ăn thua cao, nên hãy tránh đụng chuyện với Kỷ Dậu, hoặc ít nhất tránh xa nếu Kỷ Dậu đang giận dữ, kẻo không chết cũng trọng thương. Như tàn cuộc của trận đá gà, việc tín chủ nổi cáu hay phản ứng gay gắt lại cũng là hành động kích ngòi nổ dẫn đến hậu quả không lường trước được. Kỷ Dậu cần hết sức thận trọng trong hành xử, phải biết điều tiết cảm xúc của mình, đừng nên quá liều lĩnh, nếu không sẽ phạm những sai lầm đáng tiếc, đặc biệt tránh xa cờ bạc, khi bị cuốn vào sẽ khó mà dứt ra được. Xem tử vi 11 ngày đầu tháng 4 năm 2024 tuổi Kỷ Dậu âm lịch thấy, vận trình của người tuổi Kỷ Dậu nhìn chung khá tươi sáng trong thời gian này. Kỷ Dậu càng chăm chỉ làm việc thì sẽ càng gặt hái được nhiều thành quả. Tuy nhiên, cần chú ý hành xử để tránh những rắc rối không đáng có trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trên phương diện sự nghiệp, tam hợp phù trợ bản mệnh phát huy được tài năng của mình, lại biết lãnh đạo, cổ vũ mọi người hướng tới mục tiêu chung. Vì vậy, không ít người ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, đạt được cột mốc mới trong công việc. Nếu chú ý hơn đến cách nói năng cư xử, thì Kỷ Dậu dễ mở rộng được các mối quan hệ xã giao hữu ích. Trên phương diện kinh tế, Kỷ Dậu đưa ra được những quyết định khá đúng đắn trong đầu tư và kinh doanh. Có thể đồng tiền không chảy về túi của Kỷ Dậu ngay lập tức, nhưng vẫn sẽ có những lời lãi nhất định giúp Kỷ Dậu kiên định hơn với định hướng của mình. Tuy nhiên, hãy kiềm chế tính nóng nảy của mình để không gây ra những mâu thuẫn với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp xung quanh. Chuyện tình duyên thì lại có lắm nỗi gian truân. Ngũ hành tương khắc cho thấy vợ chồng Kỷ Dậu dễ mâu thuẫn với nhau, dù nguyên nhân có thể rất nhỏ nhặt. Kỷ Dậu không thể ép buộc người ấy phải làm theo mọi mong muốn của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, hạ cái tôi xuống một chút, có thể Kỷ Dậu sẽ nhìn nhận mọi việc theo hướng khác. Đầu tiên là phương diện sự nghiệp. Theo dõi tử vi tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu trong thời gian này được dự đoán là sẽ có bước tiến đáng kể. Tam hội xuất hiện mang theo quý nhân phù trợ, bản mệnh đón vận khí đại cát, đại lợi, hỷ khí dồi dào, gặp may mắn trên nhiều phương diện. Công việc trong tháng không có nhiều áp lực, kế hoạch đặt ra đều được hoàn thành theo đúng dự định, tiến trình công việc nhìn chung là thuận lợi, gặt hái thành quả không tồi, cũng nhờ thế trạng thái tinh thần của những chú gà khá là thong thả. Điểm báo tử vi cho thấy, nam mệnh sẽ có nhiều lợi thế hơn cả nhờ được Thái Dương cát tinh hỗ trợ, năng lực hành động của bạn tăng cao, con giáp này dám nghĩ, dám làm, tràn đầy nhiệt huyết trong công việc, càng dễ dàng có được hiệu suất làm việc cao. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội được trao trong tháng, dù nhỏ nhưng không hẳn là không đáng quý,
nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại của bạn đấy. Mọi thứ đều cần được xây dựng từ căn bản trước thì mới bền vững về lâu dài. Đây cũng là tháng phù hợp để tuổi Kỷ Dậu thúc đẩy và nâng cấp các mối quan hệ xã giao, tạo đà thuận lợi hơn nữa cho tiến trình thăng tiến về sau. Không phải lúc nào cũng có sẵn lợi thế như hiện tại. Bạn nên trân trọng những gì mà mình được vận thế trao tặng. Có điều, bản mệnh cũng cần hết sức lưu ý, làm gì cũng cần hạn chế bớt cái tôi của mình, phải khiêm tốn, chứ đừng phô trương thái quá, hoặc tỏ ra ngạo mạn, khinh thường người khác, kẻo tự chuốc lấy hậu quả cho chính mình. Về phương diện tài lộc, tử vi tài lộc trong 11 ngày tới của tuổi Kỷ Dậu cho thấy, bước sang thời gian này, vận trình tài lộc của mệnh chủ khởi sắc hơn hẳn, một mặt được vận khí ủng hộ, mặt khác lại có tam hội quý nhân trợ lực, con đường kiếm tiền, làm giàu, thuận băng băng, cảm giác trôi chảy bất ngờ. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, cũng kéo theo tài lộc thịnh vượng, nhiều khả năng bạn có được các mối quan hệ tốt, nên thời gian này là cơ hội để bạn có thể tìm kiếm những vận may và có được đối tác tốt cho sự nghiệp của mình. Nếu có gặp trở ngại, thì cũng có người giúp đỡ và sớm vượt qua nó. Nhìn chung chính tài đương lúc vượng, chỉ cần bạn tập trung làm tốt công việc chính, đầu tư thời gian và công sức, nỗ lực không ngừng, thì chẳng cần phải ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác, vẫn có thể dư giả trong chi tiêu. Tuy nhiên, dù có tiền bạc trong tay thì bạn cũng nên cẩn trọng trong việc chi tiêu, tránh vung tay quá chán. Với người làm kinh doanh buôn bán, đây cũng là một tháng buôn may bán đắt đối với bạn. Các đơn hàng được xử lý trơn tru, nhập vào hay xuất ra, đều đạt doanh thu khả quan. Tuy nhiên, dù thứ tài có dấu hiệu ổn định hơn so với tháng trước, nhưng đầu tư mạo hiểm vẫn có thể dẫn tới phá tài bất cứ lúc nào, nhất là các hạng mục như chứng khoán, tiền ảo, vân vân, tỷ lệ lỗ nhiều hơn lãi, nên biết dừng đúng thời điểm. Về phương diện tình duyên, xem tử vi cho thấy, thời gian này tuổi Kỷ Dậu được cả mộc dục và thiên diêu chủ đào hoa chiếu mệnh, nên nhân duyên khởi vượng, hanh thông, đi đến đâu cũng được người yêu kẻ mến. Cát tinh không chỉ xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, mà còn đem đến cho bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Những cuộc gặp gỡ xã giao diễn ra hài hòa, vui vẻ, giúp tinh thần của bạn khá thoải mái. Người độc thân sẽ được lợi hơn cả. Khi có đào hoa tác động, bản mệnh có nhiều cơ hội kết nối tương duyên của mình, cần chủ động nắm bắt. Các cặp vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra lời qua tiếng lại vì vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái hay những quan điểm trái ngược. Nhưng cũng là chuyện thường tình, quan trọng vẫn là cả hai đang nỗ lực vun đắp cho mái ấm gia đình, thì mọi thứ đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tin vui nhân đôi là sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu cũng không có gì đáng lo ngại, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đối với bạn trong tháng, nên tinh thần cũng rất thoải mái. Trạng thái vui tươi là một trong những liều thuốc bổ duy trì sức khỏe dồi dào cho bản mệnh. Vì thế, dù công việc hay cuộc sống có tạo ra áp lực đến mấy, thì bạn cũng nên tiết chế cảm xúc, điều chỉnh tâm thái bình tĩnh, bình thản đối phó. Nhưng cũng đừng vì thấy thể trạng sung mãn mà chủ quan và lãng phí sức khỏe. Hãy biết cách nghỉ ngơi cũng như sử dụng các thực phẩm tốt cho sức khỏe, lưu ý chế độ cân bằng dưỡng chất. Tiếp theo là tử vi chi tiết tuần lễ vàng trong tháng 4 âm lịch năm 2024, tuổi Kỷ Dậu 1969. Quý cô bác anh chị hãy chú ý xem kỹ video để biết được vận trình hung cát và có kế hoạch cho thời gian này nhé. Tử vi tuần thứ nhất, tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu 1969. Trong tuần đầu tiên của 11 ngày tới, xét về phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu cho thấy, cục diện tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu. Nhiều cơ hội xuất hiện mở ra cho Kỷ Dậu nhiều triển vọng trong công việc. Kỷ Dậu nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt gặt được thành công. Con giáp này biết được khả năng của mình là gì nên phát huy đúng lúc đúng chỗ, khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì những gì Kỷ Dậu làm được. Ngoài ra, Kỷ Dậu còn thể hiện được tài lãnh đạo chỉ huy của mình, chuyển động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua khó khăn, gặt hái thành công mới. Với người làm lãnh đạo, Kỷ Dậu tạo được cái uy với nhân viên cấp dưới của mình, khi luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi tình huống để có thể đưa ra những quyết sách chính xác nhất, công ty có thể đạt được bước tiến mới trong thời gian này. Hãy chú ý đến cách nói năng, hành xử của mình, luôn cởi mở và chân thành với mọi người để xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Quan hệ rộng giúp Kỷ Dậu được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn, gặp khó khăn cũng không sợ không có người giúp sức. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên Kỷ Dậu có thể dành thêm thời gian để làm các công việc thiện, giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn,
Kỷ Dậu đối xử tốt đẹp với mọi người thì sớm muộn gì cũng nhận được những món quà cuộc sống đem lại. Tình hình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi trong tháng 4 âm này nhờ có tam hợp nâng đỡ, Kỷ Dậu chăm chỉ làm lụng thì ắt kiếm được một khoản tương xứng. Với người làm công ăn lương, những đóng góp của Kỷ Dậu được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho Kỷ Dậu những lời khen có cánh và những khoản thưởng nóng. Nếu tự tin với những gì mình đã làm được, Kỷ Dậu có thể tự đề xuất thăng chức, tăng lương cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao. Căn cứ tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, với người làm kinh tế, Kỷ Dậu đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên sau quá trình đầu tư trước đó. Điều này cho thấy Kỷ Dậu đang có những quyết định khá đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, tương lai Kỷ Dậu sẽ còn nhận được những khoản hậu hĩnh hơn. Những người làm nghề tay trái hoặc sắp xếp làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao dư giả. Kỷ Dậu đã dần có chỗ đứng trên thị trường, nên hợp đồng với đối tác cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng Kỷ Dậu thấy xứng đáng. Điều con giáp này cần chú ý là hạn chế tính nóng nảy của mình để tránh mâu thuẫn với khách hàng, đối tác. Điều này không đem lại lợi ích gì cho Kỷ Dậu, thậm chí còn khiến Kỷ Dậu bị ảnh hưởng danh tiếng, gây tác động không tốt đến doanh thu. Xem tử vi 11 ngày đầu tháng 4 năm 2024 tuổi Kỷ Dậu âm lịch, phương diện tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu không được như ý trong thời gian này, phần lớn là do cách hành sự của Kỷ Dậu. Vì vậy con giáp này cần dành thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ không phải là trách móc người này người khác. Cô bác anh chị Kỷ Dậu cần phải lưu tâm đến phương diện sức khỏe, do Kỷ Dậu phải chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Hãy cẩn thận khi leo trèo, khi tham gia giao thông, hoặc khi lao động tay chân, vận hành máy móc, kẻo dễ vướng họa huyết quang. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, đỏ, con số may mắn, 35, 17, 64. Tử vi tuần thứ 2, tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu 1969. Xem tử vi tuần thứ 2 trong tháng 4 của 12 con giáp âm lịch, phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu trong tuần thứ 2 có nhiều thuận lợi, sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới may mắn cho Kỷ Dậu. Hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh lại có quý nhân tà phù chỉ dẫn, tuổi Kỷ Dậu cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích. Kỷ Dậu có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể. Cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên. Một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Kỷ Dậu làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, Kỷ Dậu có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, không còn phải mất công loay hoay, mò mẫm từng chút một. Ngoài ra, con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ. Các mối quan hệ xã giao mà Kỷ Dậu tốn công sức vun đắp thường ngày được dịp phát huy công dụng khi cần, đem tới cho bản mệnh nhiều sự hậu thuẫn đắc lực. Nhờ vậy mà Kỷ Dậu có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàng một vài thử thách nhất định, nhất là khi có thiên cầu hung tinh rình rập, điểm báo sẽ có tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ, một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ. Nếu Kỷ Dậu giữ được bình tĩnh cần thiết thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình, lấy lại thế chủ động, chiêu trò của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng, sau khi hoàn thành Kỷ Dậu sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt. Hãy nhìn vào đó để có thêm động lực, dù có căng thẳng một chút thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi. Điều quan trọng vẫn là cách Kỷ Dậu đối diện với vấn đề. Trong tuần thứ 2 tháng 4 âm này, công việc đang trên đà thuận lợi, thì không có lý gì mà tài vận của người tuổi Kỷ Dậu lại không có tiến triển cả. Nguồn thu nhập của bản mệnh cũng được dự báo nhiều sự cải thiện, nhờ nguyệt lệnh trường sinh ở Dậu, lại thêm thực thần soi dọi giúp mang tới nhiều may mắn và sự thành công về tiền bạc cho tuổi này. Nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Lúc này, không chỉ chính tài tăng rõ rệt, thứ tài cũng ngày càng sáng. Vận may tiền bạc đang mỉm cười với Kỷ Dậu. Việc ký kết hợp đồng giao dịch trong tuần tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương nên tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán, hợp tác làm ăn. Tỷ lệ thành công khá cao sẽ giúp Kỷ Dậu nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người kinh doanh buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước. Các mối làm ăn cũ mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi nên doanh thu luôn được đảm bảo có lợi cho cả các bên. Tuần này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu, tuổi Kỷ Dậu sẽ kiếm thêm lợi nhuận lớn, thậm chí vượt xa so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên,
có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, tuổi Kỷ Dậu vẫn cần hành sự thận trọng, nhất là trong đầu tư. Kỷ Dậu cũng cần làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy cho tương lai sau này. Về tình duyên, bản mệnh có thể sẽ đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải bất đồng, cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ, nên nhanh chóng đồng cảm với sự khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tuần thứ 2 tháng 4 âm lịch này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Kỷ Dậu kim được trường sinh thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện, được âm dương hài hòa hỗ trợ, sức khỏe đảm bảo, bệnh tật sẽ tự tránh xa. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, đỏ, con số may mắn, 65, 15, 79. Tử vi tuần thứ 3, tháng 4 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu 1969. Căn cứ vào tử vi tuần 3 tháng 4 âm của 12 con giáp âm lịch, mang tới cho người tuổi Kỷ Dậu nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Tất cả là nhờ có lục hợp nâng đỡ, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công, các kế hoạch, dự định đều được tiến hành trôi chảy. Kỷ Dậu cũng tìm ra được những phương pháp mới, hướng đi mới, phục vụ rất nhiều cho sự nghiệp ở thời điểm hiện tại. Tinh thần làm việc được củng cố giúp bản mệnh có những suy nghĩ tích cực, hành sự thêm phần xông xáo và mạnh dạn, nhưng cũng không kém phần thận trọng. Thành quả thu được chính là động lực cho Kỷ Dậu tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, Kỷ Dậu tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không còn quá mông lung. Tuy nhiên, khi bắt đầu một hạng mục mới toanh, Kỷ Dậu vẫn nên có thời gian xem xét, tính toán đường đi nước bước cụ thể, đừng hấp tấp vội vàng mà phạm sai lầm. Con giáp này có thể tự thực hiện giấc mơ của mình rồi đấy, đừng bỏ rơi giấc mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tay. Vận quý nhân trong tháng vượng, nhân đà này Kỷ Dậu có thể tiến hành việc lớn, nhân duyên tốt đẹp, thúc đẩy công việc thuận lợi hơn, mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Kỷ Dậu nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình. Tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn Kỷ Dậu chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý, tuần này nguyệt lệnh Lâm Tử ở Dậu, báo hiệu vận trình vẫn còn bất ổn, thậm chí có chiều hướng giảm dần. Quá trình tiến hành công việc có thể vẫn gặp trở ngại nếu thiếu sự cẩn thận, làm gì cũng nên làm từng bước một, chậm nhưng chắc, cơ hội gặt hái thành quả tốt vẫn nhiều. Kỷ Dậu không phải quá lo lắng hay bi quan. Tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tuần thứ 3 này được đánh giá khá hanh thông. Sự xuất hiện của tài tinh chính tài cho thấy thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Thời gian này, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được, nguồn thu tăng lên đều đều. Tuy nhiên, có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Người làm công ăn lương công việc tiến triển tốt, thu nhập ổn định, mưu sự dễ thành, đồng nghĩa sẽ có cơ hội tăng lương, bản mệnh có thể chủ động đề xuất, hoặc người may mắn hơn sẽ được cấp trên chủ động đề xuất. Đây cũng là phần thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. Một số người còn có thêm khoản thu từ nghề tay trái, nhưng lưu ý, cần cân nhắc điều gì quan trọng hơn. Đừng mải mê làm việc phụ mà bỏ bê công việc chính, kẻo khó có thể chu toàn cả hai bên. Người làm kinh doanh cũng có một tuần tất bật, nhưng lợi nhuận thu về xứng đáng. Lục hợp quý nhân sẽ giúp Kỷ Dậu tìm kiếm đối tác làm ăn lớn, nhưng để thuyết phục được họ đồng ý hợp tác cùng, Kỷ Dậu sẽ phải tốn không ít công sức. Hãy kiên trì đừng bỏ cuộc giữa chừng kẻo phải hối tiếc, nên nhớ tuần này có nguyệt lệnh Lâm Tử ở Dậu, báo hiệu tình hình tài chính vẫn còn có phần bất ổn, có thể xảy ra biến động lớn. Trong đầu tư kinh doanh phải hết sức thận trọng, kẻo tổn hao số tiền lớn. Cát khí trong tuần thứ 3 tháng 4 âm này cũng giúp vận trình tình cảm của Kỷ Dậu hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn, gia đạo êm ấm, vợ chồng khó tránh lúc to tiếng qua lại, chủ yếu do mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng nên mọi chuyện được giải quyết khá nhanh. Phương diện sức khỏe của Kỷ Dậu trong tuần thứ 3 nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo. Bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại đề phòng tai nạn, té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe,
Kỷ Dậu cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Dậu, Thìn, màu sắc may mắn, hồng, đỏ, con số may mắn, 45, 18, 29. Tử vi tuần thứ tư, tháng tư âm lịch, tuổi Kỷ Dậu 1969. Theo dõi tử vi tuần thứ tư tháng 4 âm tuổi Kỷ Dậu âm lịch về phương diện sự nghiệp, người tuổi Kỷ Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu ở tháng vượng vận khí như này. Có nguyệt lệnh lâm trường sinh hỗ trợ, con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn, tâm trạng nhờ vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực, sự hứng khởi giúp Kỷ Dậu trở nên vô cùng nổi bật bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp. Con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, Kỷ Dậu hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình. Sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của Kỷ Dậu nữa. Lại thêm tả phù cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu có sự nâng đỡ, giúp sức từ quý nhân. Con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa. Như hổ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống. Để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn, tuổi Kỷ Dậu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được. Thành công không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, Kỷ Dậu có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa, thời gian này Kỷ Dậu càng tỏa sáng, càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét do nóng mắt. Thiên cầu hung tinh nhắc nhở, hung họa tiềm ẩn rất nhiều. Kỷ Dậu chớ nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, Kỷ Dậu cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo kẻo tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình chỉ cần Kỷ Dậu hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong tuần cuối của tháng 4 âm này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Kỷ Dậu. Ở phương diện tài lộc, tuần cuối tháng 4 âm mang đến cho tuổi Kỷ Dậu nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Người tuổi Kỷ Dậu với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ nên nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt, tài vận khá sáng, được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên. Bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh. Thêm cả thiên tài báo hiệu, bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong thời gian này. Có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ. Tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong thời gian này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, Kỷ Dậu vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó. Nhờ có tài vận ổn định, Kỷ Dậu có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần Kỷ Dậu chăm chỉ cần cù thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào, đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, Kỷ Dậu cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành. Sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, Kỷ Dậu có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Trong tuần cuối 11 ngày tới này, may mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, nên hứa hẹn chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Dậu được thuận buồm xuôi gió, vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy mối quan hệ được củng cố và ngày càng bền chặt, hạnh phúc gia đình được đảm bảo, tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, Kỷ Dậu cảm nhận được sự động viên tinh thần mọi người dành cho Kỷ Dậu trong mọi việc. Tử vi tuần cuối tháng cũng cho thấy thể trạng của tuổi Kỷ Dậu khá tốt, bản mệnh lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Lưu ý, trong tuần này có sự xuất hiện của sao xấu, thiên cầu có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Kỷ Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa, tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại nếu gặp miếu, điện, chùa tháp, nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Quý vị thân mến, có bao giờ Kỷ Dậu tự hỏi điều gì tạo nên một vận động viên giỏi,
một nhà khoa học giỏi hay một người lãnh đạo giỏi, tại sao một số người đạt được mục tiêu của họ trong khi những người khác lại thất bại? Đâu là lý do tạo nên sự khác biệt này? Đa số chúng ta sẽ cho rằng do tài năng vốn có, họ phải thông minh, có cơ thể hoàn hảo hoặc bộ óc nhạy bén trong kinh doanh từ nhỏ. Nhưng trên thực tế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tài năng và trí thông minh không đóng vai trò lớn như mọi người thường nghĩ. Chúng chỉ đóng góp 30% vào thành tựu. Vậy, yếu tố nào tạo tác động lớn hơn so với tài năng hay trí thông minh? Câu trả lời là sức mạnh tinh thần. Các vận động viên thành công thì thường kiên định hơn người khác. Họ không bỏ sót những buổi tập luyện. Họ không bỏ sót những bài tập. Họ luôn có đồng đội thúc đẩy phía sau. Những lãnh đạo thành công thì kiên định hơn những nhà lãnh đạo khác. Họ có một mục tiêu rõ ràng mà họ hành động hướng tới mỗi ngày. Họ không để những khoản lợi nhuận ngắn hạn, những phản hồi tiêu cực hay lịch trình rất bận rộn ngăn cản họ khỏi việc tiếp tục phát triển hướng đến tầm nhìn của họ. Họ có thói quen khen ngợi những người xung quanh không chỉ một lần, nhưng là hết lần này đến lần khác. Những họa sĩ, tác giả và nhân viên có sức mạnh tinh thần làm việc một cách kiên định hơn hết. Họ làm việc có kế hoạch, chứ không phải chỉ khi nào họ cảm thấy có động lực. Họ giải quyết công việc như dân chuyên nghiệp, chứ không phải một người nghiệp dư. Họ làm điều quan trọng nhất trước tiên và không trốn tránh các trách nhiệm. Trong xã hội, tài năng được đánh giá quá cao, trong khi nó không phản ánh được nhiều khả năng thành công trong tương lai. Vậy nên, hãy trau dồi cho mình lòng quyết tâm và sự kiên cường, bởi chính chúng mới xác định Kỷ Dậu là ai. Sức mạnh tinh thần là thói quen, không phải động lực. Động lực thường thay đổi, ý chí có rồi lại mất. Sức mạnh tinh thần không phải là nhận được một liều thuốc cảm hứng hay can đảm bất ngờ. Sức mạnh tinh thần là việc xây dựng những thói quen hàng ngày cho phép Kỷ Dậu liên tục theo một kế hoạch và vượt qua những thách thức và những phân tâm hết lần này đến lần khác. Những người có sức mạnh tinh thần không phải là can đảm hơn, tài giỏi hơn hay thông minh hơn, mà chỉ là kiên định hơn. Họ phát triển hệ thống những nguyên tắc giúp tập trung vào những việc quan trọng bất kể bao nhiêu chướng ngại của cuộc sống. Điều đó tạo nên nền tảng khiến họ trở nên khác biệt. Khi mọi thứ khó khăn, hầu hết mọi người tìm đến thứ dễ dàng hơn. Còn với người có sức mạnh tinh thần, họ tìm cách để duy trì kế hoạch. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý cô bác anh chị Kỷ Dậu. Từ đó quý vị có thể đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.